Quảng Nam là một trong những địa phương giàu tài nguyên nhất cả nước. Tài nguyên chính là nguồn lợi. Nhưng với người dân tại tỉnh Quảng Nam, lợi đi kèm với những nỗi lo. Đá được lấy đi và thứ để lại là những điểm đen môi trường. Đất được tận thu, đổi lại là những núi đồi nham nhở vì không hoàn thổ. Còn tài nguyên quý nhất, vàng, sau khai thác là những hệ lụy dai dẳng. Chính quyền loay hoay với bài toán làm sao để đóng cửa mỏ. Có một số doanh nghiệp khai thác còn nhiều cái bất cập, nhiều cái chưa phù hợp với quy định pháp luật về khoáng sản, thì chúng tôi cũng đã thành lập cái đoàn thanh tra để mà thực hiện cái việc thanh tra chấp hành pháp luật khai thác khoáng sản. Nhất là khi có phản ánh của người dân và báo chí, thì chúng tôi đã bổ sung thêm các cái doanh nghiệp mà có phản ánh đó vào trong cái nội dung về thanh tra. Thưa quý vị, tỉnh Quảng Nam là địa phương có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú với trữ lượng lớn từ đất đá, cát cho đến các kim loại quý như vàng. Không thể phủ nhận nguồn thu từ khoáng sản cho ngân sách, nhưng đến ngày hôm nay chúng ta phải thừa nhận là khai thác khoáng sản đang để lại những hệ lụy không nhỏ tại tỉnh Quảng Nam. Câu chuyện tại xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam ngay sau đây là một ví dụ. Từ một vùng quê bình yên, nơi đây bỗng trở thành điểm đen về ô nhiễm môi trường vì các mỏ khai thác đá. Bụi bay trắng xóa, hàng trăm lượt xe tải trọng tải lớn cày nát mặt đường là những gì đang diễn ra hàng ngày ở khu vực này. Việc đánh mìn khai thác còn để lại hệ lụy lâu dài là khi nguồn nước nơi đây bị ô nhiễm. Với những tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường sống của các mỏ đá tại Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, người dân sinh sống xung quanh thật sự khổ sở. Nó hỗ trợ là một tháng là có tiền đập thử này nọ đó, tiền nước đập thử là có một hộ là bao nhiêu vậy đó. Tôi có tiền bụi bạn nữa, là mấy triệu nữa. Nỗi khổ của người dân tôi là bụi, bụi với tiếng ầu, và xa đó là không phun nước, nụ mình không e đứng ra mà đời được chấn chỉnh hết. Dù người dân đã nhiều lần kiến nghị đến chính quyền, mong mỏi có được môi trường sống trong lành hơn, nhưng đơn thư không được giải quyết. Thậm chí, có mỏ đá trong khu vực này đã hết giấy phép khai thác, nhưng vẫn hoạt động, gây thất thoát tài nguyên, kèm theo tác động đến môi trường. Và cái kết quả quan trắc thì có một số chỉ tiêu về môi trường như bụi và khí ngầu thì nó có vượt giới hạn cho phép. Và trên cơ sở kết quả đó thì quận huyện đã có làm việc với các mỏ và chỉ đạo và yêu cầu thực hiện các giải pháp để khắc phục cái tình trạng như nhân dân phản ánh. Môi trường ô nhiễm nặng, người dân phản ứng, doanh nghiệp mới có các động thái bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, sau một thời gian thì đâu lại vào đấy. Cùng với đó là muôn vàn lý do được đưa ra. Cái hệ thống phun sương này chúng ta đang là khắc phục để làm giảm thiểu được trên cái đường vận chuyển. Thì thứ nhất là hạn chế về cái tải trọng. Thứ hai là chất quá tải cũng xe ra vào cổng thì chúng ta buộc phải che bạc kỹ càng. Đấy. Tránh trường hợp là quá tải đổ đá ở dẫn đến là bụi bặm. Và cái vấn đề phun sương thì báo cáo với anh là hiện tại cái hệ thống phun sương chúng tôi cũng đã kết nối và là đang bắt vào sắp tới để cho hoạt động. Xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam hiện có 5 mỏ khai thác đá với thời hạn còn nhiều năm nữa. Điểm đen ô nhiễm này sẽ còn kéo dài nếu việc quản lý khai thác khoáng sản đá vẫn như thời gian qua. Người dân nơi đây không mong muốn sẽ được nhận khoản kinh phí có tên là chi phí độc hại từ các doanh nghiệp khai thác đá nữa. Một trong những hình thức khai thác khoáng sản rất thịnh hành ở Quảng Nam hiện nay đó là tận thu. Thay vì xin cấp giấy phép khai thác mỏ như quy định, nhiều doanh nghiệp tận dụng chủ trương tận thu để khai thác khoáng sản. Hình thức này ít ràng buộc về quy định nên thủ tục đơn giản hơn. Tuy nhiên, nhiều khuất tất đã được chỉ ra, đó là hiện tượng núp bóng tận thu để khai thác khoáng sản. Đây là dự án Nghĩa Trang Nhân Dân kết hợp tận thu đất tại xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, bên trong dự án này, nó chẳng khác gì một điểm khai thác khoáng sản đúng nghĩa. Không chỉ có 1 triệu mét khối đất tận thu được lấy đi, mà nơi đây còn có mỏ đá. Dù trên hồ sơ, việc tận thu là để làm nghĩa trang, nhưng sau khi tận thu thì mục đích xây dựng nghĩa trang đã không còn khả thi. Đất được lấy đi, để lại những hố nước khổng lồ như thế này. Do cái thiết kế của mình ban đầu là không cậy. Chính vì vậy mà có vị trí mà có tham lam hiện nay đã đến rồi thì không thoát nước được.
Do đó hiện nay thì xã cũng đang đề nghị huyện xin điều chỉnh. Do đó thời gian vừa qua thì cũng có một văn bản là bây giờ đề nghị công ty vừa khai thác nhưng vừa nâng cốt. Đó, nâng cốt. Từ cốt 25 là nâng lên cốt 28. Thì giá thấp ạ. Cái thấp nhất là phải nâng lên như vậy. Để chi? Để coi như mới sử dụng được. Chứ còn thực tế mà hiện nay mà dùng cái cốt mà 25 thì không phát huy được hiệu quả. Do đó thì đang đề nghị huyện có chủ trương như vậy. Do thiết kế ban đầu nó bị xa. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xuất hiện rất nhiều vị trí không hoàn thổ sau khi tận thu khoáng sản. Có nơi sau tận thu đất để làm trang trại, có nơi tận thu làm nhà máy, nhưng sau đó thì doanh nghiệp cao chạy xa bay. Công ty xí nghiệp là đó luồn xong rồi mà không hoàn thổ lại cái đất như nguyên trọn như hồi xưa để cho nó an toàn cho người dân ở khu vực, thì theo em thấy là rất là nguy hiểm. Dạ. Mang cái chính quyền là can thiệp để luồn xô mà không còn được cái hiện trạng như vậy nữa, để dân nó yên tâm luồn việc và trả em mà không có những cái vụ mà đuối nước thương tâm để xảy ra trên địa bàn. Theo chính quyền Quảng Nam, trước khi tận thu, các doanh nghiệp đều ký quỹ tiền hoàn thổ. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua thì số tiền ký quỹ này quá thấp so với kinh phí hoàn thổ thực tế. Do đó mà tình trạng các mỏ khoáng sản tận thu không hoàn thổ ngày một nhiều hơn. Hậu quả của việc tận thu khoáng sản rồi sau đó doanh nghiệp bỏ đi và để lại hiện trường ngổn ngang, không hoàn thổ, ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương cũng như là môi trường đã kéo dài nhiều năm qua tại tỉnh Quảng Nam, và chính quyền địa phương thì cũng đã loay hoay đi xử lý. Tuy nhiên, dường như vấn đề này thì vẫn chưa được rút kinh nghiệm, khi mà năm nào tỉnh Quảng Nam cũng đồng ý cho chủ trương tận thu khoáng sản ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Và câu chuyện tận thu khoáng sản nhà nước mất đi, hậu quả môi trường người dân gánh chịu thì vẫn là bài toán nan giải ở địa phương này. Hiện nay, để khai thác khoáng sản, chính quyền và doanh nghiệp phải tuân thủ nhiều quy định chặt chẽ của luật khoáng sản và luật đấu thầu. Tuy nhiên, với hình thức tận thu, việc cấp phép khai thác khoáng sản gắn với các dự án nên thủ tục cấp phép đơn giản hơn. Từ thực tế này, nếu cơ quan quản lý nhà nước không thẩm định chặt chẽ, quản lý nghiêm quá trình tận thu, thì chủ trương này hoàn toàn có thể bị lợi dụng dưới danh nghĩa núp bóng tận thu, nhưng thực chất là khai thác khoáng sản. Đây là lỗ hổng rất dễ gây thất thoát tài nguyên quốc gia. Hoạt động khai thác khoáng sản tại Quảng Nam không chỉ phát sinh bất cập trong quá trình khai thác, mà rất nhiều mỏ khoáng sản ở đây đã để lại những hệ lụy lâu dài, dai dẳng, tác động toàn diện đến các vấn đề xã hội, môi trường và cả an ninh trật tự. Mỏ vàng Bồng Miêu là một điển hình. Sau khai thác, chính quyền Quảng Nam đã rất nhiều lần đưa ra chủ trương đóng cửa mỏ vàng này, nhưng mãi không làm được. Thậm chí là việc đóng cửa mỏ còn được dư luận ví von là không thể làm được. Bài học từ mỏ vàng Bồng Miêu là lời cảnh tỉnh cho chính quyền tỉnh Quảng Nam trong việc quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn. Mỏ vàng Bồng Miêu vẫn là cái tên gây nhức nhối ở Quảng Nam bởi những lán trại khai thác vàng trái phép. Sau lưng tôi đây là mỏ vàng Bồng Miêu, và mỏ vàng này hiện nay đã hết giấy phép. Tuy nhiên, việc khai thác vẫn còn diễn biến phức tạp, và điều này ảnh hưởng đến quy trình đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường, trả lại đất sản xuất cho người dân của chính quyền tỉnh Quảng Nam. Sau khai thác, mỏ vàng Bồng Miêu gần như không được hoàn thổ. Vàng được lấy đi, để lại là đất đai bạc màu, môi trường bị phá hủy. Sinh kế người dân khu vực rộng lớn bị mất đi, buộc họ phải đi đào vàng. Làm giòn thì ai mà nghĩ thường có độc hại. Nhưng mà trừ cuộc sống người dân thì thí dụ như không có đất thì họ cũng phải vươn vẻ cho cuộc sống. Thí dụ như mà nhà nước họ nhu cầu mà đóng cửa mỏ vàng thì ai cũng thì dân họ cũng mau được cấp đất để cho họ có thể mà trồng trọt đồ là để có thu nhập trong cuộc sống, thì họ đỡ đi làm giòn đồ nữa. Nhiều năm qua, chính quyền địa phương nơi có mỏ vàng Bồng Miêu cũng phải sống chung với những hệ lụy của nó. Tuy nhiên, những giải pháp như truy quét vàng tặc, tuyên truyền người dân chỉ là biện pháp tạm thời. Trong khi đó, giải pháp bền vững, lâu dài là đóng cửa mỏ vàng này thì mãi mãi vẫn còn trên giấy. Về phía Ủy ban nhân huyện thì rất mong muốn Bộ Tài nguyên Môi trường, Ủy ban nhân tỉnh nhanh chóng triển khai thực hiện đề án đóng cửa mỏ và đưa vào quản lý và tiếp tục thực hiện cái việc
quản lý sử dụng và bảo vệ tài nguyên chưa khai thác cũng như bảo vệ môi trường tại khu vực này để đảm bảo đời sống cho nhân dân và đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa bàn. Mỏ vàng Bồng Miêu rộng 358 hectare được cấp phép cho công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác vàng Bồng Miêu từ năm 1992, hết hạn khai thác từ năm 2016. Tuy nhiên, đến nay đã 6 năm nhưng chính quyền tỉnh Quảng Nam vẫn chưa thể đóng cửa mỏ, dù nhiều lần đưa ra chủ trương và đề án. Đáng nói, dù Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có nhiều văn bản yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác vàng Bồng Miêu thực hiện các nghĩa vụ trách nhiệm khi giấy phép khai thác khoáng sản hết hiệu lực. Tuy nhiên, cho đến nay, công ty này vẫn chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trách nhiệm, bỏ chạy. Và hiện nay thì các cơ quan chức năng cùng phối hợp với huyện Phú Ninh vẫn tiếp tục khảo sát đánh giá lại so với từ lúc mà lập cái đề án đóng cửa mỏ đến bây giờ thì hiện trạng có những gì thay đổi, các công trình, hạng mục công trình nào cần thiết phải làm, cái nào làm trước, cái nào làm sau, thì và đồng thời vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng để truy quét không cho phép khai thác trái phép tại khu vực này. Sau 24 năm khai thác, một lượng lớn vàng vốn là khoáng sản quý của quốc gia tại Bồng Miêu đã được lấy đi, đổi lại là những hệ lụy khủng khiếp được để lại. Thậm chí, để đóng cửa mỏ vàng này, chính quyền tỉnh Quảng Nam còn phải trích tiền từ ngân sách tới 19 tỷ đồng thì mới có thể thực hiện để đóng cửa mỏ. Mỏ vàng Bồng Miêu thật sự là bài học quá lớn về khai thác khoáng sản ở Quảng Nam. Bức tranh nhỏ về những hệ lụy của khai thác khoáng sản tại Quảng Nam mà chúng tôi đề cập ở mục chuyện trong ngày hôm nay không chỉ cho thấy những bất cập và lỗ hổng của Quảng Nam trong công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, mà đây cũng là vấn đề đang tồn tại ở nhiều địa phương có khoáng sản tại nước ta. Phải khắc phục các bất cập đã xảy ra và không để hoạt động khai thác khoáng sản trở thành hệ lụy, đó cũng chính là thông điệp mà chuyện trong ngày hôm nay muốn nêu ra.